Thưa quý vị và các bạn, hầu hết các hoạt động, sự kiện liên quan đến văn hóa ở huyện Con Rẫy đều có sự tham gia của đội cồng chiêng thiếu niên thôn Đắc Bui của xã Đắc Tờ Re. Đội cồng chiêng thiếu niên này là quả ngọt sau bao năm cần mẫn truyền dạy, dẫn dắt của nghệ nhân A Phái. Ông A Phái sinh năm 1965, người dân tộc Ba Na. Ông có hơn 30 năm gắn bó với cồng chiêng. Mong muốn tiếng cồng, tiếng chiêng của dân tộc mình luôn vang xa và lưu truyền đời sau, ông dành nhiều thời gian để vận động thanh thiếu niên trong thôn tham gia lớp cồng chiêng do ông trực tiếp truyền dạy. Để mà nhớ lại trang phục, một thứ nhất là trang phục, thứ hai thì có đặc sắc của địa phương. Tôi thấy là mừng. Rồi sau đó là tới năm 2000, rồi bây giờ thấy mới đứa nhỏ nó cũng thích nhưng mà không có ai dạy. Rồi sau đó mình phải rủ mới cháu đến rồi mới tập. Tôi là phụ huynh của mấy con thì mình thấy cái đó thì đúng. Nếu mà không tập lại tôi cho đứa nhỏ chắc sau này họ cũng quên hết rồi cái chuyện đó. Thì giờ thấy ông tổ chức trong làng nói muốn tập cho mấy đứa nhỏ để mà nhớ lại cái con chiêng với cái nhạc cụ xưa thì mình cũng vui. Mình cũng bảo mấy đứa nhỏ cứ cố gắng đi tập đi. Nhiều năm qua, ông miệt mài truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, giúp các em hiểu rõ và yêu quý văn hóa của dân tộc mình. Tùy từng lứa tuổi, ông chọn các bài chiêng có âm điệu dễ tập, dễ nhớ để các em tập luyện. Trong quá trình truyền dạy, ông luôn sát sao và hướng dẫn tận tình. Nhờ đó, các em tiếp thu nhanh và phối hợp âm thanh nhịp nhàng hơn. Con rất vui khi được ông truyền dạy cồng chiêng. Chúng con đã học được rất nhiều bài về cồng chiêng. Chúng con đã tham gia cồng chiêng ở xã cũng như ở trên huyện. Với cách truyền dạy tận tình và dễ hiểu, không chỉ các em nhỏ mà phụ nữ lớn tuổi trong thôn cũng dành thời gian tham gia luyện tập và thành lập đội nhóm. Thế ông tổ chức việc này cũng được đúng rồi, cái bây giờ ở đâu cũng có nghe nhạc hết, còn cái việc công trình thì cũng không có ai nữa, thì mình phải cố gắng tập. Còn bản thân mình cũng thích, mình cũng gái nữa, cũng già rồi, mình cũng thích cái đó, mình cũng đi theo tập ở rừng mà đứa mấy mẹ cũng đi tập theo thì cũng cho một đứa nhỏ. Hiện thôn Đắc Bui có 3 đội cồng chiêng, trong đó có đội cồng chiêng thiếu niên chuyên biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương và phục vụ khách du lịch khi có yêu cầu. Không chỉ truyền dạy ở trong thôn, ông còn được các thôn trên địa bàn xã Đắc Tờ Re và các đơn vị của huyện Con Rẫy mời truyền dạy cồng chiêng. Các đội cồng chiêng do ông truyền dạy thường xuyên tập luyện và tham gia biểu diễn trong các lễ hội và hội thi cồng chiêng các cấp tổ chức. Tôi cũng bỏ sức là cố gắng giúp mấy đứa nhỏ để mà mai sau nó phải nhớ lại cái phong tục của dân tộc. Bởi vì như một tuần là có lúc từ thứ hai là thứ sáu là chủ nhật. Nếu mà ông già khỏe thì ông già cứ hàng ngày từ 1 giờ từ 8 giờ đến 10 giờ, từ 8 giờ đến 10 giờ. Nếu mà ông già yếu thì ông già cứ một tuần là 3 lần. Cái đó là trong mà mình dạy của các cháu, mình thấy là các cháu cũng có ngoan, vui. Mà ông già thấy nó đánh được, ông già cũng vui. Cái đó thì mình sướng để mà cho nó giữ lại phong tục của ông bà hồi xưa đó. Đối với nghệ nhân A Phái thì trên địa bàn xã thì có nghệ nhân đây là ông rất là tâm đắc và rất là nhiệt tình trong công tác là truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Riêng đối với thôn Đắc Bui thì ông cũng đã thành lập đội cồng chiêng nhí lớn và cho phụ nữ, nên là cái công tác bảo tồn của ông là ông rất tâm đắc. Khi mà tham gia các cuộc thi thì đội thôn Đắc Bui là cũng đạt nhiều cái giải cao trong các cuộc thi do xã tổ chức. Để tiếng cồng, tiếng chiêng mãi vang xa,
là lý do ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu và truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng của các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Ba Na nói riêng.